Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2018, bắt đầu là tuần thứ 3 của tháng 5. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu một vài nét của về cái tháng hoa, tháng dân Đức Mẹ. Vào những thế kỷ đầu thì hoa được coi là nữ thần mùa xuân, vì thế tháng 5, tháng khởi đầu mùa xuân, người Roma được có tập tục tổ chức lễ tôn kính hoa, cũng là tôn kính nữ thần mùa xuân. Các tín hữu tôn giáo đã thanh hóa tập tục trên khi tổ chức những cuộc rước kiệu hoa cầu nguyện cho mùa màng phong phú. Vào những thế kỷ trước, vào tháng 5, một vài sứ đạo ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tổ chức những cuộc rước hoa đem đến dâng kính Đức Mẹ. Nhiều văn nghệ sĩ đã sáng tác các bài ca dùng màu sắc hương hoa để diễn tả tâm tình con thảo, ca tụng các nhân đức cao quý của Đức Mẹ để bày tỏ lòng yêu mến, kính trọng hoặc biết ơn. Người ta thường tặng hoa cho nhau. Cũng vậy, người Công giáo cũng dâng hoa để bày tỏ lòng biết ơn, tôn kính và biết ơn đối với Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Ý nghĩa của các màu hoa. Các màu hoa vừa tượng trưng cho các nhân đức của Đức Mẹ, vừa diễn tả các tâm tình, các ước nguyện của con cái muốn dâng lên Mẹ. Hoa trắng biểu tượng cho sự trong sạch khiết trinh nơi Mẹ. Tâm tình, xin Mẹ giúp ta gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng sạch tội. Hoa hồng, ý nghĩa diễn tả lòng mến nồng nàn mà Mẹ dành cho Chúa. Tâm tình, xin Mẹ dạy ta biết yêu Chúa hết lòng, yêu anh chị em như Chúa đã yêu ta. Hoa vàng, tượng trưng cho niềm tin sắt đá của Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con sống phó thác, tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa và Mẹ. Hoa xanh, tượng trưng cho niềm cậy trông và hy vọng. Tâm tình, xin đừng để ta thất vọng, chùn bước trước khó khăn, nghịch cảnh nào của cuộc sống. Hoa tím, tượng trưng những đau thương, bệnh tật, tang tóc, cô đơn. Xin Mẹ dạy biết lòng chấp nhận thánh giá Chúa gửi đến để trung thành từng bước theo Đức Kitô con của Mẹ. Thì hôm nay tôi cũng xin giới thiệu một cái góc nhỏ về kiệu hoa, tháng năm của giáo xứ Bắc Hà, giáo phận Phú Cường. Kính mong quý vị và các bạn đón xem.